Tiếp tục đến bước số 3 là ta bắt đầu phân tích. Phân tích thì có rất nhiều mô hình, như hình mô hình PEST, PESTEL, BCG, BS, BSC, 5F, SM, GA, hầu hết tất cả các mô hình này đều là mô hình của nước ngoài. Không có mô hình nào là phân tích Phan Anh cả. Tại sao gọi là phân tích Phan Anh? Tức là mô hình đấy của Phan Anh đưa ra. Hiểu vấn đề không? Mà đây là đều là mô hình của nước ngoài. Mình học mà. Mình được, người kể cả các giáo sư ở Việt Nam cũng toàn dịch sách của bọn nước ngoài thôi. Cho nên là những mô hình đáng nhẽ là ví dụ phân tích theo mô hình của Phan Anh hay là mô hình của Vượng Vin kiểu như thế thì nó phải là mô hình của một công ty trong nước họ nghĩ ra, nhưng không phải. Đây là tất cả các mô hình này chúng ta đều thấy là những mô hình của nước ngoài. Đấy, 4P, 7P, 13P thì hôm qua ta đã học rồi. Thì 4C rồi 7S hay là 5W2H, squat and toe gì đấy. Thế thì bây giờ tất cả các mô hình này để có nhiệm vụ để làm gì? Để giúp cho cái người viết kế hoạch, lập kế hoạch ấy, là hiểu được các yếu tố tác động đến thị trường. Những yếu tố bên trong, những yếu tố bên ngoài. Rồi. Nhá, thế tôi đang nói về mặt sơ đồ, xong đó tôi sẽ đi chi tiết từng thứ một. Đến cái mức số 4 đây là bắt đầu ta lập kế hoạch chi tiết. Ta có đề cương, đúng không ạ? Ta phân bổ doanh số, ta phân bổ ngân sách, ta phân bổ kênh, ta phân bổ người. Đấy. Và các chỉ số chúng ta phải thiết lập, các chỉ số KPI đấy. Tiếng Việt là KPI, tiếng Anh là KPI đấy. Key Performance Indicator, thế nào? Các chỉ số đo lường. Ví dụ như một ngày phải đăng bao nhiêu bài Facebook, một ngày phải đăng bao nhiêu bài web, ngày nào thì hoàn thiện web, web thì phải có bao nhiêu lượt truy cập, kiểu kiểu như thế. Buổi sau nó sẽ có một cái buổi về KPI và các chỉ số, thì tôi cũng sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Để phân bổ cho từng khách hàng, phân bổ cho từng đầu sale, phân bổ cho từng kênh, phân bổ cho từng nhóm. Có đúng không? Khương, Khương có thấy đúng không? Bắn tim cái thầy sao nào? ACR. ACR là gì? Là một cái máy trong cái hệ thống máy của GL thầy. À. Dạ. Thế là chuyên bán máy. Tiếp ạ. Và cuối cùng là bắt đầu chúng ta sẽ thực thi. Đấy, một bản kế hoạch chúng ta lập ra rất là hay, đầy đủ, có thể viết hàng trăm trang, có thể bóc tách hàng chục file Excel, hàng trăm cái sheet nhỏ, các trường chỉ số rất nhiều, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải thực thi. Khi mà chúng ta thực thi tốt thì chúng ta phải có cái chế độ giám sát, chế độ lương thưởng phạt. Đấy, lương tốt, thưởng tốt thì người ta kích thích người ta làm, phạt là để người ta không làm sai, phạt là để cho người ta sợ người ta làm đúng, làm tốt, kích thích. Thì theo nguyên tắc là cây gậy và củ cà rốt, đúng không ạ? Cây gậy ở đây chính là hình thức phạt, đánh, và cây gậy, củ cà rốt tức là thức ăn, thì là muốn ngụ ý rằng là phải kích thích, đúng không? Bây giờ lương trả cao, thưởng trả cao, hiệu suất, ví dụ như là đạt 10 tỷ thì công ty sẽ chia cho em 2%, 2% của 10 tỷ, 200 triệu ngồi cũng thấy tưng bừng, đúng không? Cố làm cật lực, đúng không? Vợ gọi về cũng không về, anh vẫn chưa xong deadline này, chắc chắn là như vậy, đúng không? Thế nhưng mà ui, tăng doanh số, doanh thu của mình vẫn thế, lương mình vẫn thế, thế thì làm gì? Mà doanh số giảm thì mình cũng không có gì bị phạt, thế thì làm gì? Ok, rồi nhá, bây giờ đi vào từng bước này. Đầu tiên là vẽ chân dung khách hàng là đã cho một cái file rồi, đúng không? Thầy rất nhiều file. Sau này anh em có viết kế hoạch hay gì đấy,
inbox thầy recommend thôi, viết xong thầy recommend thôi. Buổi tối mà ngồi 3 tiếng ngồi trình bày thầy recommend thôi, hay lắm. Rồi xong đó em viết các mục tiêu lớn ra. Mục tiêu thì phải cứ phải hỏi sếp. Sếp bảo là mục tiêu bao nhiêu thì mình làm theo. Và thậm chí mình làm cao hơn thì sếp càng mừng. Một thằng này khá nhỉ. Học xong thằng này khá nhỉ. Mục tiêu 10 tỷ. Ôi, em lập cho sếp 12 tỷ luôn. Ừ, đấy. Nhưng mà nó phải khả thi chứ không phải chém gió đúng không? Phải chém gió xong là thì chỉ được lần đầu thôi, lần sau người ta không tin nữa đâu. Nhá. Cái sơ đồ này thấy dễ hiểu chứ? Ừ, rồi, tốt. Dễ Đó thầy là mục. ạ, rất dễ thầy ạ. Ừ. Vâng, cảm ơn anh. Bao nhiêu công sức của em làm cái sơ đồ này đấy. Trông thế này thôi em làm cầu kỳ lắm. Em nhìn cái này thầy là em thấy là number one rồi đấy. Vâng. Giờ giới thiệu một cái mô hình đơn giản và rất là dễ. Đấy là mô hình Pastel. À, mô hình Pastel là mô hình nó viết tắt của 6 cái chữ tiếng Anh. À, các bạn có thể lên mạng search cái chữ Pastel này thì rất nhiều trang web họ họ viết bài. À, tức là phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài. Nó viết tắt của 6 chữ tiếng Anh. Ta cứ gọi, ta cứ nhớ trong đầu là Pastel. Pastel. À, nó sẽ giống một cái loại, một cái màu sắc, cái màu hồng nhạt ấy, người ta gọi là hồng pastel. Pastel, ok. Chữ P ở đây chính là government, đúng không ạ? Cái chữ P ở đây là policy, các chính sách. Đấy, liên quan đến chính sách của chính phủ. Vậy thì ví dụ chính sách của chính phủ như thế nào? À, cho vay vốn, kích thích sau COVID, ưu tiên những hàng thiết yếu. Thế chết 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 rồi. Hàng mình không thiết yếu. Thế thì mình phải phải tính là liệu số nó có bị giảm không? Thế nhưng mà nếu mà quả này mình mà hàng thiết yếu thì lại ngon. Đúng không ạ? Bây giờ cái gì thiết yếu? Mà đôi khi cái thiết yếu với người này thì nó lại không thiết yếu với người kia. Nên vừa nãy mới trêu là đi đẻ này có phải là thiết yếu hay không? Có thể bánh mì là thiết yếu với người nghèo nhưng mà máy tính lại là thiết yếu với người tri thức như thầy cơ. Thế thì cũng rất là khó đúng không? Thế ta phải phân tích cái chữ P ở đây chính là gì? Cái chữ P ở đây chúng ta hiểu tiếng Anh nó là policy, phân tích chính sách vĩ mô đấy, và đặc biệt là chính sách liên quan đến COVID, nó thay đổi và nó biến động rất khó lường. Tháng trước Bắc Giang, Bắc Ninh dịch thì Bộ Y tế và Chính phủ yêu cầu là phương án 3 tại chỗ, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ và làm tại chỗ. Thì Bắc Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh là chiến thắng dịch rất ngon. Thế là các tỉnh bên trong bắt chước, Bình Dương bắt chước vỡ trận. Ăn ngủ tại chỗ COVID còn lây nhiều hơn. Một nhà máy đến cả 200 ca. Thế là lại giải tán. Đấy. Tức là gì, chính sách nó thay đổi quá nhanh. Rồi thì hôm nay chỉ thị 16 là thế này nhưng ngày mai lại nói vui là chỉ thị 16 Pro, chỉ thị 16 Pro Max, chuyện đấy là nó xảy ra tiếp. Tức là nó thay đổi liên tục. Chúng ta rất là khó lường. Và cái người có kinh nghiệm ấy, cái người mà có tầm nhìn xa ấy, là phải đưa tất cả những tình huống đấy vào trong kế hoạch kinh doanh của mình. À, dạ thưa anh Tân, là nếu như bây giờ nó đóng hết toàn bộ thì kế hoạch của em là như này. Nhưng nếu nó cho một nửa mà như này. Đấy, vừa tôi làm bên thời trang ấy, tôi đang làm cố vấn bên thời trang, anh chị tôi bảo là anh chị phải đưa cái yếu tố dịch dã vào trong biến số kinh doanh. Và em nói luôn là dịch sẽ rất căng thẳng, nó sẽ như hình sin, tức là lúc nó bùng lên xong nó người ta dập dập được nó đều 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 một tí, nó giãn ra một tí xong nó lại bùng lên chắc chắn luôn nha. Các bạn cứ tin tôi, từ giờ tháng 6 sang năm cứ tin tôi đi. Bao giờ mà chúng ta sản xuất được vaccine và vaccine đấy có hiệu quả thì lúc đấy chúng ta mới yên tâm được. Còn bây giờ vaccine một tháng về được vài triệu liều tiêm nhỏ giọt này, không ăn thua. Không ăn thua. Đấy. Thì những cái từ tiếng Anh này nó không khó. Tôi để nguyên, tôi không phải tôi lười nhưng mà tôi không khó. Các bạn thích thì tôi sẽ dịch cho các bạn. Đấy.
Ví dụ như là policy stability, tức là tính ổn định của chính sách, thì trả lời luôn là trong COVID có rất nhiều cái chính sách nó không ổn định. Tax policy, tức là chính sách về thuế. Labor law, tức là luật lao động, đúng không ạ? Lao động thì bây giờ cái tình trạng lao động hiện nay trong dịch thì lao động về quê rất nhiều, và sau dịch không biết là lao động nó có quay trở lại không, cũng là một vấn đề mà các chủ doanh nghiệp cũng cần phải tính toán. Có thể cũng rất là dễ tuyển vì doanh nghiệp phá sản nhiều, nhưng cũng có thể khó tuyển bởi vì người ta nghĩ là thôi ở quê làm thêm một thời gian, bao giờ nó ổn ổn thì quay lại thành phố sau, đúng không ạ? Đấy, hay là trade restriction ấy, đúng không ạ? Là cái sự gọi là giới hạn, cái sự gọi là áp đặt, hay là những cái sự mà giống như là các cái lệnh về siết chặt trong kinh doanh. Đấy, ví dụ như COVID là người ta sử dụng những cái lệnh đấy rất nhiều. Dừng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu, cắt tóc gội đầu không thiết yếu, spa tập gym không thiết yếu. Đấy, vì các bác quan niệm là không ăn không ngủ mới chết, chứ còn thì không tập gym không chết. Nên là đóng hết, thế là bọn gym chết, bọn spa chết. Thì cái chữ P này chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ trong cái bối cảnh COVID như thế này nhá, là policy. Cái chữ E là economy hay economic, là liên quan đến vấn đề kinh tế, tăng trưởng kinh tế, khó khăn kinh tế. Thế thì thời điểm này dịch thì chúng ta thấy rất là khó khăn. Xu hướng tiêu dùng là cắt giảm chi tiêu, là tiêu dùng thận trọng. Đấy. Chú trọng đến sức khỏe. Nha, chú trọng đến yếu tố sức khỏe. Có xu hướng hưởng thụ ngay ở cái nhóm khách hàng có thu nhập cao. Nhóm khách hàng có thu nhập cao, thu nhập có suy giảm nhưng không bị ảnh hưởng nhiều. Còn cái nhóm khách hàng có thu nhập thấp bị ảnh hưởng rất lớn. Và cái giỏ hàng hóa chi tiêu của họ là sẽ bỏ ra những cái sản phẩm, bỏ ra khỏi cái giỏ đấy, họ không nhặt hàng vào, họ không mua những sản phẩm không thiết yếu. Họ sẽ tập trung cho ăn, uống, ngủ, nghỉ, học hành rất thiết yếu thôi. Đấy, thế nên là các bạn phải hết sức chú ý nhá. Và gần như thị trường trong nước sẽ là thị trường chính, còn thị trường quốc tế thì gần như là giao thương cũng rất khó khăn. Đấy, và các thị trường quốc tế cũng bị ảnh hưởng và bị suy giảm bởi đại dịch này. Và tôi nghĩ rằng sẽ mất rất nhiều năm nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam mới có thể phục hồi lại. Các bạn thấy đấy, những hãng như hãng hàng không họ phá sản khủng khiếp luôn. Bởi vì hãng đấy là hãng mà chi phí cố định của nó họ quá lớn. Một ngày không hoạt động thì cái tổn thất về chi phí cố định của họ quá lớn, cực kỳ lớn luôn, các bạn đừng nghĩ là đơn giản. Việt Nam Airlines có hơn một năm rưỡi mà thua lỗ mười mấy nghìn tỷ. Máy bay không bay, tiền thuê vẫn phải trả, tiền lãi vẫn phải trả, tiền sân bay phải trả, tiền bảo dưỡng phải trả, lao động vẫn phải trả một phần, vân vân. Kinh khủng khiếp. Rồi tỷ giá, nó gọi là exchange rate, đúng không ạ? Economic growth, tức là cái tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nội địa, quốc tế, hoặc là những cái thị trường mà mình nhắm tới. Ví dụ như là sofa, bây giờ mình muốn nhắm đi đâu? Mình bán sang Trung Quốc à? Hay là mình bán sang châu Âu? Hay là mình bán sang Canada hay bán sang Mỹ? Thì mình cũng cần quan tâm đến tỷ giá. Rồi thì các vấn đề liên quan đến môi trường, các vấn đề liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Rồi, thế rồi thì inflation rate, tức là tỷ lệ lạm phát. Lạm phát càng cao thì cái đồng tiền nó càng mất giá và người ta sẽ mua sắm ít hơn, bởi vì người ta bị mất tiền. Đồng tiền nó không còn giá trị như trước. Trước đây 1 đô ta mua được 1 kg gạo, nhưng bây giờ 1 đô ta chỉ mua được nửa kg gạo, thì đấy chính gọi là hiện tượng lạm phát, đồng tiền bị mất giá trị. Disposable income, unemployment rate, vân vân, tỷ lệ thất nghiệp. Đây là những cái yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến nền
nền kinh tế của một thị trường. Rồi, đấy là cái chữ E nhé. Chúng ta không cần phân tích sâu, nhưng mà chúng ta vẽ một cái bảng pastel ra, hay là vẽ một cái cái bảng pastel 6 dòng. Chữ P chúng ta phân tích như thế, chữ E chúng ta phân tích như thế, chữ S chúng ta phân tích. Trong chữ P thì chúng ta đi từng cái gạch đầu dòng trong slide thầy đưa. Ví dụ như chính sách của chính phủ, tỷ giá, thuế, lao động, rồi các chính sách hạn chế, đại dịch, vân vân. Xong đến chữ E, đánh giá về tăng trưởng kinh tế, đánh giá về tỷ giá, hối đoái. Ví dụ như là bây giờ các bạn bán hàng trong nước ấy, mà cái hàng gì mà cạnh tranh với hàng Trung Quốc rất là thuận lợi, bởi vì hàng Trung Quốc bây giờ không về được. Hàng Trung Quốc bây giờ không về được, cho nên là mình bắt buộc những cái người ta phải mua, người ta phải nhập hàng trong nước. Đấy. Ok, đến cái chữ S, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy ví dụ như là nó gồm những cái gì? Population growth rate, tức là tỷ lệ tăng trưởng dân số, tỷ lệ sinh ấy. Đấy, tỷ lệ dân số là nam nữ như thế nào, già trẻ ra sao, thấp độ tuổi. Đấy. Cho nên ấy, sau này mà mình làm kinh doanh ấy, thì mình phải chọn những cái sản phẩm mà có cái lượng người mua lớn, được ở trong cái nhóm tuổi tiêu dùng cao. S distribution tức là phân phối tuổi, hay còn gọi là tháp tuổi, đúng không? Career attitudes tức là cái quan điểm, cái thái độ về nghề nghiệp làm việc của cái khu vực đó. Ví dụ như Việt Nam thì cũng làm việc rất là chăm chỉ, đúng không? Các yếu tố về an toàn, các yếu tố về sức khỏe, phong cách sống, văn hóa, vân vân. Rồi, cơ bản là cái này thì phân tích sơ sơ thôi. Tiếp tục là chữ T là công nghệ, đúng không ạ? Các yếu tố về công nghệ, rồi yếu tố về sáng tạo, khả năng tự động hóa, automation và tự động hóa, level of innovation tức là các cái cấp độ hay là các cái mức độ về sáng tạo trong ngành. Ví dụ như công nghệ nó thay đổi có quá nhanh không? Ví dụ như về sofa thì công nghệ nó không thay đổi quá nhanh. Chắc là 10 năm nữa tôi nghĩ công nghệ sản xuất sofa nó vẫn vậy. Thế nhưng mà cái chiếc điện thoại 10 năm nữa thì chúng ta không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế nào, đúng không? Có thể nó chỉ là một tờ giấy nó gấp vào trong túi quần thì sao? Đấy. Làm đẹp thì mỹ phẩm chắc chắn là một cái sản phẩm mà 10 năm nữa nó sẽ có sự thay đổi rất nhiều. Môi trường nóng lên, con người bận rộn hơn, các cái dịch, đại dịch nó tác động mạnh, nên là con người cũng có những cái biến đổi. Vậy thì công nghệ để sản xuất ra sản phẩm, công nghệ nằm chứa đựng trong sản phẩm, nó là cái gì? Cái nước uống của Kim Tan, đúng không? Cái nước uống Kim Tan của chúng ta là sử dụng công nghệ tiệt trùng như là sữa thì sẽ không có chất bảo quản. Ok, đấy là một cái yếu tố rất mạnh về công nghệ. Hay là chiết xuất được những cái vitamin của nhân sâm đưa vào mà nó còn nguyên dạng thức, hay là nó dễ thẩm thấu, vân vân, hay là nó tốt cho sức khỏe như thế nào. Đấy, thì đấy chính là các yếu tố về công nghệ mà chúng ta cần phải đưa vào sản phẩm. Một cái lon nước uống thôi nhưng nó có thể chứa đựng rất nhiều yếu tố công nghệ.